Chào mọi người, hôm nay mình đọc chương Mua Sương Ngựa trong cuốn Cổ Học Tinh Hoa. Câu chuyện này kể về một ông vua nước Tề ở nước Yên bị nước Tề đánh chiếm, muốn phục quốc, trả thù xưa nên mới hỏi vị quan của mình rằng làm thế nào để thu hút được người tài. Vị quan này mới kể một câu chuyện về việc một người muốn mua được ngựa hay nên mua bộ xương ngựa với giá cao. Nó có chuyện là chuyến đi rất nhiều người mang ngựa hay bàn trong ý, vì ông là người trọng ngựa. Vị vua hỏi vị quan này là thế làm nào để những người tài khác biết được là mình cần đến họ. Vị quan bảo vua hãy đi dùng tôi trước đi, những người khác sẽ thấy. Và đúng như vậy, vị vua đi dùng vị quan này là người đầu tiên so với rất nhiều những người tài khác đến, và vị vua này sử dụng họ, giao việc cho họ, phân quyền cho họ, và họ ở nước Yên thành một cường quốc. Công việc cái này các bạn thấy được sau trong cái câu chuyện này nhé. Vị vua này là một người có nghị lực, nước mắt không phải mất nước mà là đất nước, là mình khó khăn với nước khác xâm chiếm. Mình là vua bù nhìn nhưng mà vẫn còn chí lớn, muốn phục thù, vẫn muốn phát triển đất nước. Còn vị quan này là người có trí tuệ, với bề mưu tính kế trong vua. Liên tưởng công việc của Sutherland, các bạn hãy tưởng tượng đến vị trí leader đấy. Vì khi công ty trao tin tưởng và trao cho một bạn leader cái quyền lợi, trách nhiệm đủ tương xứng đáng để họ cống hiến, người viện khác sẽ muốn cố gắng phần nào follow để lên được vị trí đó. Nhưng mà khi cái vị trí đó thực sự không đủ hấp dẫn để cho bản thân những người leader hiện đang làm, thì những người dưới họ sẽ có hỏi liệu cần phải cố gắng đó hay không. Cảm ơn mọi người.